Là con trai của chủ cơ sở, vâng, anh Tuân đồ gỗ Phương Nam. Vâng, chúng ta sẽ có một số câu hỏi với cả anh Tuân ạ. Vâng, xin chào anh Tuân. Vâng, anh Tuân có thể giới thiệu cho mọi người biết một chút về cái bộ tác phẩm trị giá 3.2 tỷ của đơn vị mình đem đi triển lãm đồ gỗ Hà Nội năm nay ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Vâng, có thể nói với các bạn về cái bộ đồng Tứ Linh. Đó là gỗ chắc Việt Nam. Nó được đóng và được hoàn thiện từ trước năm 90. Nó hoàn toàn đóng bằng thủ công. Và nó hơn thế nữa, nó là chất gỗ, nó là gỗ chắc của Việt Nam. Gỗ này thì thực ra là đã không còn, nó đã bị gần như là bị tuyệt chủng rồi. Nên nó thực sự là quý hiếm, một tác phẩm để đời của gia đình. Năm nay thì cũng rất là may mắn là hội chợ nó triển lãm ở gần nhà mình, nên là mới đưa nó ra đây để triển lãm và trưng bày. Vâng, anh có thể cho khán giả được biết là những cái nét nổi bật của tác phẩm không ạ? Vâng, anh có thể tiến vào tác phẩm và anh có thể giới thiệu qua một chút ạ. Các bạn có thể nhìn thấy đây, anh quay nhìn góc này để thấy được những cái con nghê. Con nghê và những cái đường nét tinh xảo trên cái chương này. Và tất cả đây, nó đều, tất mình đang nói nó là cái độ tinh xảo của từng đường nét và chi tiết. Tức là các nghệ nhân thổi hồn vào những con nghê này, các bạn nhìn thấy nó giống như thật luôn. Nó không khác gì một con nghê thật, các bạn vẫn nhìn thấy. Và những con rồng như thế. Các con rồng, và đây anh có thể quay cái phần chương này. Vâng, chúng ta xem vào cái phần các chi tiết sau của cái ghế, phần trước của cái ghế ạ. Đấy. Vâng. Anh có thể chỉ cho mọi đấy, người tất cả nhìn thấy nó là tứ linh, để sẽ nhìn thấy trên mỗi một cái chi tiết của nó đều gồm có 4 con linh vật đấy, tất cả các chi tiết đấy, đây cả cái phần chương này nữa đấy. Đây là mặt trước, anh có thể quay mặt sau, tức là cái này nó đẹp cả mặt trước và mặt sau. Vâng. Các nghệ nhân là sẽ tinh tế đục cả mặt trước và mặt sau. Chúng ta xem qua đây cái là mặt sau, mặt sau, đấy, mặt sau. Mặt sau của cái chương ghế đây, đấy, tất cả đều chế tác bằng tay hết, thủ công hết. Vâng, một tác phẩm tuyệt vời, một tác phẩm để đời. Vâng, chiều dài dài của ghế này là khoảng độ bao nhiêu anh? Cái này chiều dài của cái này là 2m2. Vâng, một tác phẩm chiều dài 2m2. Cái chương này là không thấy ra. Và đây là cái kệ để chân. Vâng, đó là nằm trong số 17 món đúng không ạ? Đó là 17 món. Đây. Cái ghế này là ghế của gia chủ. Vâng, tuyệt vời. Của gia chủ. Kệ như bên kia thì gọi đây là ghế của gia chủ này. Vâng. Xuất giá không bảo chơi bộ này là xuất giá. Tuyệt vời. Tất cả các chi tiết trên mặt ghế và chương ghế nó đều có 4 linh vật. Tất cả các chi tiết từ chương ghế cho đến thành ghế đều có 4 linh vật, đều đục 4 linh vật. Và đây, đây là một cái đôn cao. Đấy. Vâng, làm rất tinh xảo. Vô cùng tinh xảo. Quan trọng hơn tất cả là nó là gỗ chắc, đã không còn trên thị trường gỗ nữa. Gỗ bán theo cân ạ. Gỗ bán theo cân. Vâng, theo sự giới thiệu của anh Tuân, chúng ta đến với tác phẩm 6.2 tỷ này, gọi là bộ rồng tứ linh bộ đại. Bộ rồng tứ linh bộ đại. Anh hãy nhìn vào những cái con nghê. Vâng, anh có thể tiến sát vào giới thiệu cho khán giả. Đây, đấy, nhìn các nghệ nhân người ta thổi hồn vào những cái con nghê. Vâng. Nhìn nó cực kỳ có hồn. Và cái chất gỗ này thì nó giống như kiểu đá, nó giống như kiểu được hóa thạch. Anh sẽ nhìn thấy cái độ bóng của nó, càng ngồi thì nó càng bóng, càng lâu thì nó càng bóng ấy. Bóng và cứng. Vâng, đó là cái giá trị của cái gỗ này đúng không ạ? Đúng rồi đấy, nó là giá trị cái chất gỗ, trong gỗ nó có dầu. Nó rất là... Đúng như gì, đúng như ông nói mà ngay, đó là cái áp dụng của cái dạng như mình chơi con xe, bích hoặc con xe...
Vâng, bây giờ chúng ta đến với cả cái đoạn, vâng, anh Tuân giới thiệu về cái đoạn này. Nó cao 1m34 và nó dài 2m. Cái đoạn cao 1m. Nghệ nhân chế tác 4 linh vật trên cái mặt đoạn, trước và sau đều như thế. Cả mặt trước và mặt sau. Quan trọng hơn tất cả nó cái mặt đoạn đó là hai tấm gỗ chắc, hai miếng ghép đôi. Tuyệt vời, một tác phẩm rất đẳng cấp. Không gian để trưng bày nó phải là một không gian rất rộng, vì nó cả mặt trước và mặt sau đều được chế tác như nhau. Là của nó đây chứ không hả? Không ạ. Đây là mặt trước, đấy, anh có thể quay mặt sau của cái chương. Vâng, đây là mặt sau của một cái chương ghế, cái xương ghế làm rất là chi tiết của một bàn ghế thật sự đẳng cấp. Vâng, thay mặt chương trình cảm ơn anh Tuân qua bài chia sẻ rất là hay này. Vâng, một lần nữa chúc anh sức khỏe. Vâng, và cảm ơn anh buôn bán phát đạt ạ. Vâng, xin chào anh ạ.